Chào các bạn ạ. Hôm nay là Chủ nhật ngày 18 tháng 12. Trước khi chia sẻ với các bạn một bài nói về bất động sản, mình cũng tranh thủ nói với các bạn về một sự kiện rất đáng chú ý của tối ngày hôm nay. Vào lúc 10 giờ tối hôm nay á, theo giờ Việt Nam á, sẽ là trận đấu cuối cùng World Cup giữa Argentina và đội tuyển Pháp. Các cổ động viên của hai đội tuyển Argentina và tuyển Pháp đều mong muốn đội nhà của mình vô địch. Trong bóng đá, các bạn biết là ngoài hai rồi còn một yếu tố rất là quan trọng nữa, đó là sự may mắn. Mình mong rằng Thượng Đế sẽ đem lại sự may mắn cho đội tuyển Argentina của Messi. Phải nói rằng Messi là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới cả thập kỷ này. Xét về danh hiệu cá nhân á, mình nghĩ rằng chắc là còn lâu và rất lâu nữa mới có người sánh kịp. Còn riêng về đội tuyển quốc gia, các danh hiệu đối với Messi thật là khiêm tốn. Mới năm ngoái đây, lúc 34 tuổi, anh mới có được danh hiệu vô địch đầu tiên, đó là cúp bóng đá Nam Mỹ. Năm nay trận đấu cuối cùng này, nếu Messi dẫn dắt đội tuyển Argentina vô địch, thì có thể nói Messi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Messi chỉ còn cách ngôi đền huyền thoại thế giới đúng một trận đấu. Một trận đấu nếu chiến thắng sẽ lưu danh tên tuổi anh mãi mãi. Nếu thất bại sẽ là một sự cay đắng cho riêng Messi và cho cả bóng đá thế giới nữa. Thật là đáng tiếc khi anh là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất nhưng lỡ hạng với cúp vô địch thế giới. Nghe thông tin bình luận trước trận đấu, người ta đánh giá rằng đội tuyển Pháp có phần nhỉnh hơn một chút khi đội hình ba tuyến đồng đều hơn. Mình cho rằng đội tuyển Argentina trận chung kết này á, Messi sẽ bị chăm sóc rất là kỹ, giống như trường hợp của Maradona năm 1986. Cho nên nhiệm vụ ghi bàn là của toàn đội tuyển. Messi chỉ làm nhiệm vụ là di chuyển, lôi kéo, đột phá, chuyền bóng xuyên thủng dàn hậu vệ đối phương là xem như đã thành công rồi. Còn có việc mà dồn tất cả lên đôi chân và đôi vai của Messi, nó sẽ rất dễ lặp lại trường hợp sai lầm của trận chung kết năm 2014. Tại vì cả đội bóng mà chỉ dựa vào Messi rất là nguy hiểm. Trong khi đội tuyển Pháp rất là đồng đều, mà thể lực chiều cao rất là tốt. Cho nên Argentina lần này phải có một sự đột phá. Tiền đạo là phải lạnh lùng. Trận chung kết nào các bạn biết là để có một cơ hội là không hề dễ dàng. Khi có cơ hội là phải quyết đoán ra chân, mà ra chân là phải vào lưới. Các bạn nhớ trận chung kết năm 1986 không? Trận chung kết đó Maradona dường như bị kèm rất là chặt. Nhưng mà trận chung kết năm đó là Argentina ghi đến 3 bàn thắng. Nhiệm vụ ghi bàn đâu phải là Maradona đó, mà những cầu thủ khác. Mà trận chung kết các bạn biết là Argentina sút cũng không có nhiều lắm, nhưng mà rất là sát bén. Khi mà đội tuyển Đức ghi hai bàn gỡ hòa, nó bạn là dường như là cả nước Argentina mà cả thế giới nay dường như nín thở ấy. Đội tuyển Đức thì bạn biết là đội tuyển rất là mạnh mẽ, có tinh thần thi đấu rất là cao. Đấu với đội tuyển Đức là khi nào mà trọng tài thổi còi thì mới coi là chiến thắng. Chứ còn phút 89, phút 90, còn mấy phút bù giờ có khả năng là vẫn bị lọt lưới là chuyện bình thường. Rất là bất ngờ đến phút 86, các bạn nhớ lại cái đoạn mà Maradona xoay người chuyền một đường bóng rất là đẹp cho một cầu thủ gì đó, mình quay cái tay ra bàn xuống và dứt điểm rất lạnh lùng, ghi bàn thắng quyết định. Năm 2014 không biết là các bạn còn nhớ không, trận chung kết với đội tuyển Đức cũng là đội tuyển Đức luôn. Trong hiệp 1 đội tuyển Đức có một cái sai lầm ở dàn hậu vệ, mà mình nhớ một cầu thủ tiền đạo của Argentina lúc mình quay cái tay rồi, cầu thủ gì mà Herrera vậy đó, sút bóng rất là hớ hay các bạn. Nếu như quả đó mà thành bàn, mình nghĩ rằng cục diện nó sẽ thay đổi. Năm nay không biết rằng trận chung kết này ngoài Messi ra sẽ có những cầu thủ nào đạt được đẳng cấp thế giới không nói, nhưng mà điều quan trọng nhất là sự lạnh lùng và quyết đoán. Trận chung kết phải cần có những con người như vậy thì mới làm nên lịch sử. Chứ còn trận này mình nghĩ Messi sẽ bị kèm rất chặt, không dễ gì thoát ra khỏi cái dàn tiền vệ và dàn hậu vệ của đội tuyển Pháp đâu. Các bạn ủng hộ đội tuyển Pháp thì
rất là mong muốn đội tuyển Pháp chiến thắng. Còn những người ủng hộ Messi, mấy mộ Argentina thì cầu mong cho đội tuyển của Argentina Messi giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Rồi, ngày nay mình chia sẻ với các bạn một bài. Bài này mình thông tin với các bạn á. Ngày 17 tháng 12 vừa qua, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề là Kinh tế Việt Nam 2023. Ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo cân đối lớn, vững vàng vượt qua thách thức. Vì sao chúng ta lại phải quan tâm đến những diễn đàn này các bạn? Tại vì diễn đàn này là có Thủ tướng Chính phủ tham gia, có Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư và một số chuyên gia. Vấn đề chúng ta nghe ở đây là nghe chia sẻ những cái thông điệp của Thủ tướng Chính phủ, những người trong bộ máy chính phủ, thông điệp là như thế nào, nó rất là quan trọng các bạn. Các bạn biết là cứ một tháng là Fed lại công bố chính sách về lãi suất tiền tệ. Thì thông thường những cái thông tin trước đó là tất cả mọi người đều biết rằng, ví dụ như sắp tới Fed tăng 0,75 hay là 0,75, cái đó dường như là người ta dự đoán là chính xác, cơ bản là chính xác. Đặc biệt là những chính sách của Fed lúc nào người ta đi trước một bước, gọi là công tác truyền thông hết rồi á, ít cái gì thay đổi. Người ta thừa biết là họ là nền kinh tế lớn nhất thế giới, cho nên tất cả những gì người ta cũng phải có sự truyền thông để cho thế giới, nền kinh tế của Mỹ có sự chuẩn bị trước. Ít khi nào người ta quay xe lắm, trừ trường hợp là 6 tháng một năm kia, chứ còn phần đa một tháng một quý là cơ bản người ta dự báo là chính xác. Nhưng điều quan trọng nhất là người ta nghe cái thông điệp đó, ngoài có công bố cái mức tăng lãi suất là, nhưng mà thông điệp sắp tới của anh là cái gì? Được rồi, các bạn biết là Fed công bố là tăng 0,5 thôi, 0,5 thì ai biết ra rồi. Nhưng mà thông điệp của Fed nó rất là cứng rắn, cho nên nghe xong các bạn là thị trường nó sụp cả ầm liền. Mỹ sụp, châu Âu sụp, tất cả đều sụp hết. Quan trọng nhất là thông điệp. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn một số thông điệp để cho chúng ta biết rằng con đường của chúng ta đã đi năm 2023 nó như thế nào, chiều hướng của nó. Trong phần phát biểu đề dẫn tại diễn đàn, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã điểm lại bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2022 với nhiều kết quả tích cực. Cụ thể là dự kiến đạt mức tăng trưởng cao hơn trên 8%. Lạm phát được kiềm chế theo dự kiến đề ra là khoảng 4%. Xuất khẩu trong 11 tháng đầu năm đã tăng hơn 13,4%. Cán cân xuất siêu 10,6 tỷ đô la. Vốn đầu tư nước ngoài giải ngân tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, ông Trần Tuấn Anh nhận định lưu ý nền kinh tế Việt Nam vẫn đang đối mặt với những khó khăn thách thức. Với hàng loạt bất cập, hạn chế từ nội tại của nền kinh tế cùng với bối cảnh thế giới đang có nhiều diễn biến bất lợi, có nhiều vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ, đang đặt ra thách thức gay gắt đối với ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định tài chính, tiền tệ, nợ công, an ninh năng lượng và các vấn đề an sinh xã hội trong nước. Tại diễn đàn này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhận định, với độ mở của nền kinh tế lớn, khi những tác động từ bên ngoài và tồn tại tích tụ lâu nay của nền kinh tế tác động mạnh đến dư địa điều hành chính sách, thị trường vốn, thị trường bất động sản. Trong năm 2023 và trong giai đoạn tới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng hệ thống luật pháp phải thực sự tháo gỡ được những điểm ngãn trong việc huy động các nguồn lực. Hệ thống pháp luật phải tạo dựng và củng cố niềm tin, tâm lý, cảm hứng kinh doanh, minh bạch, công khai hóa thông tin, cũng như trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả, điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý đảm bảo cân bằng, hợp lý giữa tỷ giá và lãi suất, giữ kiểm soát lạm phát với tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, phải đảm bảo thanh khoản, tăng trưởng tín dụng hợp lý,
tháo gỡ những nút thắt của dòng vốn trong nền kinh tế. Thủ tướng nhấn mạnh đến nhiệm vụ phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững các loại thị trường, nhất là thị trường trái phiếu, chứng khoán, bất động sản. Việc phát triển thị trường cần bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư. Như vậy là về chủ trương xuyên suốt của chính phủ trong thời gian đấy là gì các bạn? Mình điểm sơ qua thì có khi các bạn cũng chưa có hình dung được. Thì mình tóm lại một vài ý như thế này các bạn này. Thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách để huy động và phát triển thị trường vốn phát triển lành mạnh, nhất là thị trường trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản. Hoàn thiện thể chế chính sách là vô cùng quan trọng. Tại vì luật pháp là tạo ra hành lang pháp lý để các thị trường này phát triển. Thời gian vừa qua là chúng ta cũng còn nhiều điều cần phải bổ sung, cần phải sửa đổi. Thứ hai nữa là phát triển gì cũng phải đảm bảo cân bằng giữa tỷ giá và lãi suất, giữa tăng trưởng GDP và lạm phát. Phải có sự ổn định hài hòa. Thứ ba nữa là chính sách tiền tệ phải chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả. Tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý, đảm bảo thanh khoản, tháo gỡ các nút thắt cho dòng vốn, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế, tiền phải chạy đúng nơi đúng địa chỉ. Thứ tư nữa là minh bạch công khai hóa thông tin, nhà nước có trách nhiệm bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư. Nghe thì mọi thứ nó rất là dễ các bạn, nhưng mà để triển khai thì cũng vất vả lắm chứ không phải dễ dàng đâu. Một trong những điều cản trở đó là thủ tục hành chính của chúng ta còn nhiều gian nan lắm. Và quy định luật pháp của chúng ta có khi nhiều chỗ chưa phù hợp với thực tế. Nhưng mà nó vẫn tồn tại. Chính nó đã ghim tốc độ phát triển, ghim giải ngân vốn. Để mình gửi đến các bạn một câu chuyện vì sao đầu tư công của chúng ta mặc dù tiền đã bố trí sẵn rồi nhưng mà chưa bao giờ giải ngân một cách đầy đủ. Không có năm nào đạt 100% đâu á. Không có chuyện này thì là có chuyện khác. Chia sẻ thêm với các bạn này. Đây. Đại gia xây dựng không mặn mà dự án đầu tư công, chuyên gia hé lộ vì sao. Vì thông thường có dự án, có công trình thì ăn mừng hết chứ. Nhưng mà khổ nổi bây giờ thái ớt luôn. Thông tin thêm với các bạn về tình hình giải ngân đầu tư công. Theo số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch Đầu tư, tính đến ngày 30 tháng 11, giải ngân kế hoạch đầu tư công của chúng ta là 338.000 tỷ đồng, chỉ đạt 58% kế hoạch năm, mặc dù kế hoạch này được chuẩn bị là 550.000 tỷ đồng. Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2022 diễn ra sáng ngày 17 tháng 12, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam đã đặt câu hỏi. Đây thực sự là một vấn đề đáng ngạc nhiên. Có tiền mà không tiêu được. Tại sao là như vậy? Nó có nhiều nguyên nhân lắm. Ở đây chỉ chia sẻ thực tế của những người làm trong ngành xây dựng để chúng ta thấy những bất cập giải thích vì sao giải ngân đầu tư công nó luôn luôn không đạt yêu cầu. Ở đây là mình chỉ nói riêng về ngành xây dựng thôi, còn nhiều ngành nghề khác nó có những cái vấn đề, có những bất cập có nó mình chưa có nói tới. Hôm nay chỉ chia sẻ riêng các ngành xây dựng thôi. Nó có những bất cập như thế nào các bạn này? Nguyên nhân thứ nhất là thủ tục đầu tư và thanh quyết toán công trình còn quá nhiều thủ tục. Từ khâu khảo sát, thiết kế, lập dự toán, đấu thầu, lập phương án giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư đều trải qua nhiều khâu, nhiều thủ tục. Rồi trong quá trình thi công thì do giá cả vật liệu tăng cao hay là gặp vấn đề về địa chất, có thể thay đổi phương án thiết kế, bổ sung phương án thi công thì khối lượng công việc nó sẽ phát sinh. Mà đã có phát sinh thì thủ tục thanh toán trở nên phức tạp, mất thời gian. Các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư đều rất ngại xử lý. Các công trình ở Việt Nam mỗi lần phát sinh đúng là trần ai đó các bạn. Để điều chỉnh tăng thêm chi phí là cả một quy trình, làm mất quá nhiều thời gian và công sức. Nên tất cả các nhà thầu đều sợ phát sinh. Mà công trình làm sao có thể lường hết được tất cả những vấn đề có thể xảy ra. Những người làm công trình chắc quá rõ vấn đề này rồi. Nguyên nhân thứ hai đó là những vướng mắc về đơn giá định mức. Hệ thống đơn giá định mức đang áp dụng hiện nay vẫn còn nhiều bất cập không phù hợp với thực tế, khiến cho các nhà thầu quá thua thiệt. Một số đơn giá định mức thậm chí là còn áp dụng như thời bao cấp trước đây.
Các công tác đã có trong định mức của Bộ Xây dựng, nhưng khi áp dụng đơn giá đầu vào như là nhân công hay là ca máy của địa phương để lập dự toán công trình thì quá thấp so với thực tế doanh nghiệp phải chi trả. Ví dụ như là việc đắp đất nền đường đơn giá là 16.000 đồng một mét khối, thực tế là phải thuê khoáng là 30.000 đồng một mét khối. Đắp cấp phối đá dăm theo định mức dự toán là 35.000 đồng một mét khối, giá thực tế thi công là 120.000 đồng một mét khối. Đóng cọc bê tông cốt thép theo định mức là 55.000 đồng một mét khối, giá thi công thực tế là 150.000 đồng một mét khối. Như vậy là chúng ta thấy toàn là nhân 3 lần hết. Đặc biệt đơn giá nhân công cũng hết sức bất hợp lý. Đơn giá nhân công trong định mức sai lệch rất lớn so với thực tế. Ví dụ đơn giá nhân công bậc 3,5 trên 7 nhóm 2 là 235.000 đồng một công, trong khi đơn giá thuê khoáng hiện nay khoảng 450 đến 600.000 đồng một ngày. Hoặc đơn giá lương kỹ sư bậc 2 là 6 triệu đồng một tháng, trong khi thực tế là khoảng 20 triệu đồng một tháng. Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam cho biết, các vấn đề về đơn giá định mức như trên, các doanh nghiệp nhà thầu xây dựng lớn không mặn mà tham gia vào các dự án đầu tư công. Vừa rồi nhiều dự án đình trệ vô vàng. Đình trệ là nó kéo dài năm này sang năm khác, sau này chi phí nó sẽ đậu lên. Có một thời kỳ các bạn biết là các dự án đầu tư công của chúng ta là coi như là dừng hết cả nước luôn á, vì giá vật liệu nó tăng cao quá, tất cả mọi thứ nó tăng, nhưng mà điều chỉnh nó không được. Nhận thầu, trúng thầu là coi như lỗ luôn người thầu, không ai thi công hết. Đó, rất là vướng các bạn. Đó, hôm nay chủ nhật mình có một cái bài gửi đến với các bạn, cung cấp thêm các bạn một vài thông tin để các bạn có cái nhìn tổng quan về thị trường nói chung, cũng như những chính sách của chính phủ đang triển khai hoặc là những chủ trương trong thời gian đến theo hướng nào, để chúng ta có thể mường tượng được con đường chúng ta sắp đi tới đây sẽ ra sao, rồi chúng ta tương kế tự kế đưa ra những quyết định của mình. Rồi, ngày nay mình có một cái bài ngắn nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye, chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye, chào các bạn.